Đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Tamachari, con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 38. A nau quá thi ta chích ta sát sa thầm măng a quy trà na tù pari plát quá pa sa đát sát Pạn nhà na pa ri bù ra tí a na wa khi ta chích ta sát sát thầm măng á quy trà na tù pa ri plát quá pa sa đát sát Pạn nhà na pa ri bù ra tí a na wa khi ta chích ta sát sát thầm măng á quy trà na tù pa ri plát quá pa sa đát sa pành nhà na pa ri bù ra tít ai tâm không an trú không biết chân diệu pháp tịnh tính bị rúng động trí tuệ không viên thành. Bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. A na quá thi ta chích ta sa sa thầm măng á quy trà na tù pari plát quá pa sa đát sa pành nhà na pa ri bù ra tí tâm chưa an trú vững vàng làm sao chánh pháp dễ dàng liễu tri niềm tin rung động từ khi trí tuệ như vậy mau chi thành toàn. Bản dịch của Hòa thượng Giới Đức. Kính mời chị Lạc Lê. Dạ kính cảm ơn chị Đặng Đông. Dạ Nam mô Bích Tha giá dạ. Nam mô Tham Ma giá dạ. Nam mô Sân Kha giá dạ. Dạ con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Chợ Đại Tăng với cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Dạ kính cảm ơn chị Đặng Đông Trần Phụng đã cho biết âm thanh rõ. Con xin đọc câu pháp cú số 38. Anavasu tasita sa anang qua hata se taso bun nya ba pa pa hi nat sa nati ya cha ga ta to pha yang. Dạ ai tâm không ăn trú không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Và bản dịch Hòa thượng Thích Minh Châu. Tâm chưa ăn trú vững vàng, làm sao chánh pháp dễ dàng liễu tri, niềm tin rung động từ khi trí tuệ như vậy mong chi thành tồn. Na hoa su ta xin ta sang anan qua hàng ta xê ta xuống buồn nhập pa pa và hi nát xa na thi cha ga ra tô pa yam a na wan chu ta chin tan sa a nan qua ta se ta so bun nya pa pang ba hi nan sa na thi cha ga ra to pa yang a na wan su ta si ta sa a nang wa ta se ta su bun nhập pa 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 hi nat sa na thi cha ga ta tu pa yang. Dạ con đã đọc xong câu kệ số 38. Mấy mời Trần Phụ ạ. À, Tăng Phụng. Dạ con kính đảnh lễ Ban Ngôi Tam Bảo,
Con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Tham Ma Chá Rí. Con kính chào quý cô chú và toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin được đọc câu pháp cú số 38. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tín bị rung động, trí tuệ không kiên thành. Và đây là bản dịch của Nga Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kệ. Anavati ta chitta sa sa thamang avi janato Bariplavapasadasa Banyana Bariburati Anapati Tachitasa Satamak Avijanato Bariplavapasadasa Banyana Bariburati. Tâm chưa an trú vững vàng, làm sao chánh pháp dễ dàng liễu tri. Niềm tin rung động từ khi trí tuệ như vậy, mong chi thành toàn. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã ông trả bài xong. Dạ, con xin dâng mic lại cho đạo tràng. Con cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mic. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 38. Na quá a na quá thi ta chít tát xá sắc thâm măng a vít chà ná tô ba lý ba rít lá quá ba xà giác xá bần nhà ná ba rí bù rá tí a ná quát thí ta chít tát xá sắc thâm măng a quý a vít chà ná tô phá rít phá quá phá xà giác xá bần nhà ná phá rít bù rá tì. Ai tâm không phó an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Tâm chưa an trú chánh pháp dễ dàng liễu tri,
niềm tin rung động từng khi, trí tuệ như vẫy mông chi thành toàn. Bạn phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm dân đã ông mến mời bạn tài của Sĩ Thái Minh. Dạ, sa thu làm thay, cảm ơn chị Cẩm Vân. Nam mô Bích Thai Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn đức chư Phật, kính đảnh lễ ơn đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn đức chư Tăng, con kính đảnh lễ quý chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý tu nữ. Ê mình kính chào quý anh chị, con tri ân cô Tự Duyên. Cảm ơn chị Rạng Đơn Xích Trần Phụng, chị Nhật Huỳnh. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 38. Anavati ta chita sa sa tham mang avijja na to paripla qua ba sa da sa bam nhà na paripurati. Anavati ta chita sa sa tham mang avijja na to paripla qua ba sa da sa Banyana paripurati. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không kiên thành. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Anavatita chitasa sathamanga vijjanato bariplava basadasa banyana baripurati. Anavatita chitasa sathamang avijjanato bariplava basadasa banyana baripurati. Tâm chưa an trú vững vàng, làm sao chánh pháp dễ dàng liễu tri. Niềm tin rung động từng khi, trí tuệ như vậy mong chi thành toàn. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Mến mời sư Tina tiếp theo. Con kính đảnh lễ, con kính đảnh lễ quý sư, cô tu nữ. Con kính chào đại tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 38. Anavatita cittassa sathammang avijjanato parisa vata sadasa panna nattharipurati. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị dính động, trí tuệ không viên thành. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sa thu lần thay si tí nan. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sang Kha Ya. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật giáo Pháp và chư Tăng. Kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng trong đại tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Con xin được kể kinh pháp cú số 38. Anavati ta chitassa sattamang avijjanato pariplava pasadasa panyana paripurati. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tín bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Tâm chưa an trú vững vàng, làm sao chánh pháp dễ dàng liễu tri.
Niềm tin rung động từng khi trí tuệ như vậy, mong chi thành toàn. Bản phổ thơ của Ngài Di Đức Giả Nam Mô Bụt Tha Giá còn xin được xuống mic. Xin mời Sita Trần Thuyền nhé. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Minh Hoạt Thanh Á. Dạ, cảm ơn sức sẵn đông, kính ơn đồng phụng Minh Hoạt Thanh Á cho Nhật Quỳnh biết tín hiệu. Nam Mô Bụt Tha Giá, con thành kính đảnh lễ, đại đức Tịnh Đạt, cùng chư Tôn Đức và Quang Lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính lễ cô tu nữ thăm má trái lý giờ vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ cùng chúng con ôn bài pháp cú kinh số 38. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Viên, Minh Hoa Thanh Á, Thi Na, cô ấy Minh, Cẩm Vân, Trần Phụng, Xích Tâm Phương, Xích Trạng Đông đã hoan hỷ. Dạ, bây giờ thì đã con học bài mới Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung tịnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nhị hơi, viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng viên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 39. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng mít đến sư ạ. À, dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính lễ chư tăng thượng tọa minh hạnh, kính chào đại đức Tuệ Đức cùng quý bà con quý Phật tử hiện diện ở trong diễn đàn pháp cú kinh. Ngày hôm nay là ngày 4 tây tháng 6, ngày thứ 6 năm 2021. Hôm nay diễn đàn pháp cú kinh, nên chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn pháp cú số 39. Dạ, cảm ơn vị đã cho biết tín hiệu âm thanh tốt. Để bắt đầu cho
bài học ngày hôm nay. Nên tình đại xin cung thỉnh Chư Tăng và kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng về ba ngôi tam bảo. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Sakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sangkhang Namami. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Kính lễ Chư Tăng và mến chào thầy quý vị. Ngày hôm nay bài học của chúng ta là câu kệ ngôn pháp cú số 39. Số 39 thuộc Chittavaka. Câu số 39 thuộc phẩm tâm có nội dung như sau. Anavasuta chasa ananvahata cetaso punyapapapahinasa nati cagagato bhayang. Tâm đầy tràn dục, tâm không hận công phá, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Đó là bản Việt ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 39 này. Anavasuta cetasa ananvahata cetaso punyapapapahinasa nati cagagato bhayang. Bản Việt ngữ văn xuôi của ngài Inda Chana Chánh Thân là không có sự sợ hãi ở người đang tỉnh thức, có tâm không bị nhiễm tham dục, có ý không bị kích động bởi sân hận, đã lìa bỏ thiện và ác. Câu đầu tiên đó là Anavasuta Cetasa. Anavasuta Cetasa có nghĩa là có tâm không bị nhiễm, không bị ô nhiễm, không bị nhiễm ô, nhiễm đục bởi cái tham dục. Ở đây cái từ ná cộng với lại avasuta là không có nhiễm, citta là tâm, tâm không có bị vấn đục hay là bị nhiễm ô. Chúng ta không có thấy cái từ ở đây là cái tham dục, nhưng được mở ngoặc đó là tâm bị nhiễm ô bởi tham dục. Và tại sao như vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phần duyên sự thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Anavasuta cetasa. Câu thứ hai, Ananvahata cetaso. Ananvahata cetaso. Ananvahata cetaso. Ở đây chúng ta có cũng hai từ. Việc ý không bị kích động bởi sân hận. Chúng ta cũng có cái từ là ná cộng với lại anvahata. Anvahata, ná cộng với anvahata thì chúng ta có cái từ ananvahata cetaso, cũng là nói về cái ý, tâm ý. Ananvahata là không bị kích động. Cái từ anvahata là cái sự kích động hay là tấn công. Cái từ này có nghĩa là
khích động hay là bị khích động hay là bị tấn công. Thì chúng ta có câu là tâm không bị khích động bởi sân hận. Câu thứ ba là Punyapa Papahinasa. Punyapa Papahinasa. Punyapa Papahinasa. Chúng ta có cái từ Punyapa Papahinasa. Punya là phước thiện. Papa là cái điều ác quấy. Punyapa Papahinasa. Pahina, pahina là có nghĩa là nó xuất phát từ cái căn động từ ha, đó là từ bỏ hay là dứt bỏ, đoạn tuyệt. Nó được dứt bỏ hay là đoạn tuyệt. Punyapapa pahina, sự dứt bỏ thiện và ác. Cái điều này chỉ có chúng ta để ý, chỉ có trong Phật giáo chúng ta có thấy được cái điều này. Tu như thế nào để mà cuối cùng là không màng đến thiện cũng không màng đến ác, đó là cái mục đích cuối cùng. Thì chúng ta sẽ phân tích sau. Câu thứ tư đó là Natthicca Gharato Phayan. Natthicca Gharato Phayan. Natthi có nghĩa là không là. Cái từ ná cộng với Atthi, chữ Atthi là động từ thưa vị. Ná là không, chứ áp thí là cái động từ mà ở trong nghĩa thường cho nó là thì là ở, nó giống tương đương với là động từ to be ở trong tiếng Anh đó. Cha Garato là cái người hay là cái vị đang tỉnh thức. Đang tỉnh thức. Và cái từ cha Garato này được chú giải nhấn mạnh đó là cái vị vô lậu, cái bậc A-la-hán. Cái bậc đang tỉnh thức ở đây không phải cái nghĩa tỉnh thức trong tiếng Việt mình là chánh niệm tỉnh thức hay là luôn cố gắng để mà ghi nhận, mà cũng không có nghĩa là tỉnh thức là không có ngủ mê, mà là cha Gagato đây có nghĩa là cho cái vị đã nhận, đã sát trừ được phiền não, đã thấy được niết bàn, được gọi là cái người đang tỉnh thức. Phayan là sự sợ hãi. Phayan là sự sợ hãi. Như vậy là chúng ta đã vừa sơ lược vào về ngữ vận của câu kệ ngôn Pháp Cú số 39. Và một lần nữa câu kệ ngôn số 39 Đâu Tịnh Đạt hôm nay thử kệ theo quý vị. Nghe quý vị kể cũng rất là hay. Anavasu tajitasa Ananvaha tajitaso Punyapapa pahinasa Natthicaga ratopayan. Tâm không đầy tràn dục, tâm không hận công phá, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Anawa sutta cetasa ananwa hatta cetaso punya papa bahinasa nati jaga rato bhayang. Hoặc là bản dịch của ngài, bản Việt ngữ của ngài Giới Đức là tâm không ái dục đầy tràn, tâm không sân hận chẳng mang lửa phiền, vượt lên thiện ác đôi miền, bậc luôn tỉnh giác chẳng hiềm sợ chi. Nam mô Bụt Thầy Giá. Tại vì Tịnh Đàn cũng nghe Thượng Tọa Tuệ Quyền cũng như là các vị giảng sư và các quý vị ở trong đàn chúng ta ôn bài bằng cái cách kệ
bốn chữ. Một câu như vậy thì chúng ta tách làm đôi, từ bốn chữ bốn chữ. Anavasu tajetasa ananvaha tajetaso punya papa pahinasa nati jaga gato payang. Phần thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu về cái câu chuyện kệ ngôn duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú số 39 này. Và theo như trong chú giải thì chúng ta cũng theo dõi đó là cái duyên sự này, cái duyên sự của câu kệ ngôn pháp số 39 này cũng là cái duyên sự của câu kệ ngôn số 38. Là như vậy là chúng ta biết rằng đây là câu đây là cái duyên sự của nhóm hai câu kệ ngôn. Nhóm hai câu kệ ngôn. Sẵn đây Tịnh Đạt có một cái ý là cái ngày cuối tuần chúng ta ôn bài đó thì các vị ghi nhận dùm, chúng ta sẽ ôn bài và nhắc lại ở trong một cái phẩm như vậy gồm có bao nhiêu tích truyện, và chúng ta chỉ nêu lựa đề hay là cái tên của cái tích truyện đó thôi. Và có những cái tích truyện nào gồm một câu, duyên sự nào hai câu, có duyên sự nào ba câu thì chúng ta đề cập luôn. Như vậy thì chúng ta lại một lần nữa chúng ta lại ôn ôn tập cuối tuần đó, chúng ta ôn luôn cái duyên sự. Như vậy nó cũng có cái lợi ích. Quay lại ngày hôm nay câu số 39, nhóm kệ ngôn số 38 và 39 có cùng một cái duyên sự nói về đại đức Cittahattha. Cittahattha ở đây có nghĩa dịch trong chú giải của ngài Pháp Minh dịch là đại đức phục tâm. Phục tâm là cái từ phục này là chinh phục, hay là tâm là tâm ý, chiến thắng, chinh phục hay là chiến thắng cái tâm mình. Nghe cái tiêu đề không thì chúng ta sẽ thấy rằng những vị đã từng nghe qua cái duyên sự này, từng nghe các vị giảng sư đề cập, hay là từng nghe, từng đọc qua cái duyên sự này, chúng ta sẽ thấy đó là một cái duyên sự rất rất là giản dị, và nó không có cái gì gọi là thần thánh quá ở trong Phật Pháp. Nhiều khi những cái tôn giáo mà chúng ta đến tìm hiểu đó, có những cái gọi là dùng những cái cách thức diễn đạt hay là trình bày về cái tôn giáo một cách rất là thần thánh, siêu nhiên. Và chính vì vậy mà nhiều khi dẫn đến cái hệ lụy sau đó là mê tín. Bởi vì khi mà đến với lại một tôn giáo mà chỉ tin vào cái gọi là thần thánh hóa hay là siêu nhiên, tụng kinh để mà an lành, tụng kinh để mà siêu thoát, là cầu nguyện để được điều này, ban bố điều nọ, thì chính vì cái niềm tin đó đến Phật, đến với tôn giáo rất là lẹ nhưng có vững. Chính vì vậy mà Tịnh Đạt cũng có lần nhắc đó là chúng ta nên đọc đọc kinh mà đọc về cái tạng luật, luật tạng của Phật Phật giáo đó. Cái phần tạng luật đó thì chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh Phật giáo rất là giản dị và đời thường. Và ở đây trong cái duyên sự này lại một lần nữa chúng ta sẽ thấy rằng ở Phật giáo là một cái cuộc sống rất là sống động, rất là chúng ta có thể thấy được ngay cả cái thời đại hiện tại bây giờ, nó không có cái gì đó là quá là khó khăn để mà mường tượng. Cho nên Phật giáo được gọi là
một Đức Phật được gọi là một vị Phật lịch sử, là vị Phật có thiệt, có thật, chứ không phải là do một cái tín ngưỡng, một cái hình thái luận để mà diễn đạt, để mà tung hô. Thì quay lại đó là cái duyên sự của Đại Đức Phục Tâm Chittathá này, nó như thế này. Thì hôm trước thì chúng ta cũng đó có nghe kể sơ lược qua rồi, thì hôm nay chúng ta nghe lại, đôi khi chúng ta lại cơ hội để mà chúng ta nhớ lại hay là phát hiện ra một số cái chi tiết. Nhóm hai câu kệ ngôn 39, 38 và 39 này được Đức Phật Ngài thuyết khi ngự tại, đề cập đến Đại Đức Chittathá. Thật ra cái tên này là cái biệt danh, cái biệt danh chứ không phải là cái tên thật. Có nhiều cái câu chuyện pháp cú mà chúng ta tìm hiểu có những vị là không có cái tên, do là cái chú giải truyền miệng qua nhiều lần như vậy đó sẽ bị mai một, và chỉ nhớ là đó là cái duyên sự nói về cái vị tỳ kheo nọ. Cái vị này cũng không có, Chittathá là một cái biệt danh, và cái biệt danh của cái vị này là như thế nào, đó là nói về một cái người chăn bò. Và một cái người chăn bò thì cái việc mà chăn bò, chăn trâu, chăn dê thì nó rất là phổ biến tại nhiều nơi, nhiều nông thôn, mà nhất là Ấn Độ bò là nhiều vô số kể. Và người ta nuôi bò nhiều khi là để giúp đỡ người nông dân để mà canh tác, và ta dùng cái phân bò để mà làm cái nhiên liệu đốt ở trong những cái mùa lạnh. Nhiều thứ liên quan đến con bò lắm ở Ấn Độ. Và cái người chăn bò này á, một lần nọ đi ngang qua một cái chùa, thì khi mà đi ngang như vậy nghĩ rằng chùa thì mình vào mình xin nước hay là thức ăn thì chắc sẽ có đỡ lót dạ. Mà không ngờ rằng khi mà đi vào chùa xin thức ăn, xin thức uống thì các vị sư rất là hảo tâm, rất là tốt bụng, cho ăn toàn là những cái thức ăn ngon không à. Mới nghĩ rồi suy nghĩ rằng chắc hôm nay là lễ lộc hay là có cái duyên sự gì đặc biệt cho nên mới có thức ăn ngon như vậy. Rồi mới hỏi thì mới biết rằng bình thường đi bát có gì ăn cái nấy đó, thức ăn hôm nay là bình thường đi bát là có như vậy đó. Thì ông người chăn bò này mới suy nghĩ, chu chà, bình thường mình ở ngoài á làm cực khổ, thức khuya dậy sớm mà có không được ăn như vậy nữa. Mà mấy ông sư này ở chùa nói chung là thấy cũng đơn giản, chỉ có cạo tóc đắp y rồi đi đứng nghiêm trang, sáng chiều công phu quét dọn, công việc nó cũng nhàn hạ, mà được thức ăn thức uống người ta chăm sóc, người ta hậu độ đầy đủ, thôi đi theo mấy ổng cho rồi, làm chi chăn bò cực khổ. Rồi vậy là quyết định, tại vì có một thân một mình thôi cho nên quyết định lẹ lắm. Quay lại xin các sư cho xuất gia, thì thấy ổng cũng có tâm vậy thôi, các sư cũng cho tu. Tu xong được thời gian cái chán, ông có cái câu nói ở ngoài đời, các cái người cư sĩ ở ngoài đời, thưa quý vị, bây giờ chúng ta nghe nó nói tu có gì đâu khó, phải không? Tu dễ như ăn cháo,
Quý vị có nghe cái câu này không ạ? Tu dễ như ăn cháo, tu có gì đâu khó. Nhưng mà vô chùa ăn cháo từng ăn cháo thiệt đó nha. Ăn cháo chừng khoảng tuần lễ nửa tháng là thôi. Thấy cháo là ngán tới cổ rồi. Nó tu dễ như ăn cháo mà ăn cháo hoài cũng ngán. Cho nên thôi, cái người chăn bò này xin mấy sư, thôi con không tu nữa con về. Thà chăn bò mà nó cũng có thú vui ha. Rồi ông về nhà ông chăn bò xong cái thời gian cái mệt, nhớ lại cái việc tu hành của mình nó khỏe hơn, cái ông lại xin tu rồi lại chán rồi ra chăn bò vô tu chăn bò trong tu. Rồi ông này ông cứ lặp đi lặp lại như vậy cũng mấy lần, coi như là không có cái kiên định quyết chí. Mà phải nói là các sư thời đó cũng rất là kham nhẫn. Ông xin thì cho, xin tu thì cho, hoằng tục cũng cho, cũng thương này, cũng tới lui chùa dọn dẹp thì cũng thân cận. Xin tu thì cho, hoằng tục cũng cho, quay lại xin tu cũng cho. Quý vị biết là tu tỳ kheo không phải dễ. Tu sa di thì nó dễ, một thầy một trò tu được rồi. Tu tỳ kheo phải có cái lễ, phải có đủ tăng, phải có cái tuyên ngôn, chứ đâu phải là muốn tu là vô chùa đắp y cho cái cạo cái tóc cạo đầu là tu đâu. Cho nên các sư cũng rất là từ bi cho tu, cũng làm lễ tuyên ngôn tăng sự. Cuối cùng 6 lần như vậy cái cũng ngán rồi, các sư bắt đầu cũng ngán rồi. Tới cái lần thứ 7, cái lần này là cái lần mà phải nói là duyên đã tới rồi, duyên đã chín mùi rồi. Coi như là mới là thử thách thôi. Thử thách. Giống như mình bây giờ mình có cái hình thức là tu giao duyên đó thưa quý vị. Cái vị này thì không phải là muốn tu giao duyên, mà tu vì cái cuộc sống. Thích thì tu, không thích thì ra. Không thích thì về nhà, có vợ nữa. Có vợ, có... Thích thì tu, không thích thì về nhà. Riết bà vợ, bà cũng quen rồi. Không tu, tu không có cản. Ông tu, ông cũng về thôi. Tu khỏi cần phải dùng mỹ nhân kế. Tu khỏi cần phải năn nỉ, khóc lóc, ỉ ê. Ông tu 5-3 ngày là ông về. Biết tánh ông quá mà. Coi như ông tu là nổi tiếng luôn, ở chùa cũng nổi tiếng, mà ở nhà cũng nổi tiếng, làng xóm ai cũng biết ông hết trơn. Nhưng mà tới lần thứ 7 này duyên nó tới rồi, duyên chín mùi. Thì ông đi về nhà, ông đi làm mệt về nhà thì ông bắt gặp một cảnh tượng, phải nói là cảnh tượng rất là quen thuộc, mà do là cái duyên với Phật pháp nó chín mùi rồi, cho nên cái cảnh quen thuộc đó nó tác động mạnh mẽ vào trong cái tinh thần của ông. Mà nhiều khi á, cái cảnh bình thường này là cái cảnh đó là cái người vợ mang thai có bầu bì mà ngủ ở trong cái tư thế không có đàng hoàng, rồi y quần áo xốc xếch hở hang, rồi người phụ nữ mang thai thì nó không cũng có duyên dáng như là một cái người phụ nữ mới cưới. Rồi khi mà về nhà chồng làm dâu mà được một thời gian thì không còn giữ ý tứ nết na giống như là mới về nữa, cho nên là ngủ là cứ xòa ra mà ngủ thôi, ngáy thì cứ kệ ngủ sao cho nó khỏe, nó sướng. Cuối cùng cảnh bình thường ông này ông bắt gặp, nhưng mà tới cái lúc chín mùi Phật pháp nó đã đủ duyên rồi đó, tự nhiên cảnh nó làm cho cái vị này kinh sợ, thấy chán quá trời chán, mà chán này nè, chán thiệt. Thấy cái cảnh đó trời ơi, khiếp quá.
thôi, lần này là quyết chí đi tu, chứ không có có màng thế cái danh lợi, thế như tham ái ở ngoài nữa, khiếp quá. Và ổng cắm đầu cắm ổng chạy về chùa, ổng chạy về chùa để ổng tu. Và trên cái đoạn đường mà ổng về chùa đó, cái hình ảnh mà nó khủng khiếp nó xuất hiện trước mắt ông đó, cái cảnh là người vợ mà không có ý tứ như vậy đó, làm cho ông bị chấn động. Và chính vì cái chấn động đó, niệm cái sự thật đáng dòm gốm này kia nọ ở cuộc đời, ông ngộ đạo, ông chứng đạo quả tu đạo quần. Nha. Không biết cái điều này chúng ta có nên nói rằng á, cái duyên lành ở trong quá khứ của ông đã giúp ông nhận ra khi mà gặp cái cảnh tượng như vậy, khiến ông có một cái chấn động tâm lý và quyết chí đi tu, hay là chính nhờ 6 lần xuất gia gieo duyên, 6 lần xuất gia ở cái lần trước, 6 lần xuất gia ở chùa học đạo tu tập, có cái lần tiếp đến lần thứ 7 ông mới này, không có thể ở cái do cái duyên lành quá khứ hay là ở hiện tại, mà nói rằng chính là do cái sự về ý nguyện xuất của ông và chúng ta nguyện đó. Thưa quý vị, cái cảnh mặc dù đó là rất là nhưng nó dẫn ông đi, cho nên cái lúc mà chúng ta thiện ước hay là chúng ta đi chùa lễ Phật á, cái ngay là nguyện đó, nó không có như thế nào. Nó giống như là một cái mảnh vườn, mảnh đất phì nhiêu mà chúng ta không biết canh tác cái loại cây nào, cái loại cây nào là kinh tế, cái loại cây nào là quả ngon ngọt. Chúng ta không tập trung mà chúng ta cứ cây này đẹp quá trồng cây kia đẹp quá trồng cây này thấy cũng xanh đẹp trồng cây, riết là cái mảnh vườn cây nào cũng nhà đạo tràng, chúng con không còn nghe âm thanh của sư, con xin thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Dạ cảm ơn đặng đâm cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Ồ, Trần Phụng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nhà đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ cảm ơn Châu Phan, dạ cảm ơn Cẩm Vân. Mến chào sư Khá, anh Đức Khá, dồi dào đạo tràng. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ con thỉnh sư cầm mít bạch sư, đạo tràng chúng con chưa thấy sư cầm mít. Dạ con kính nhân mít đến sư.
Dạ, con thấy sư trở lại đạo tràng rồi, con kính dâng bích đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá Tiền Nghe Thanh chưa ạ? Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, cô Đăng Đông. Dạ, dạ cảm ơn quý vị. Chắc quý vị nghe đến cái đoạn chí nguyện phước báo khi mà chúng ta làm ngày rộng ngày lầu chúng ta được cái tốt đẹp hơn đó, phước vật hay là phước đức đó. Thì và cái phước vô lậu là cái phước về chí nguyện về giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, thì kể cả phước vô hữu lậu và vô lậu đều cần phải có cái chí nguyện để mà tập trung tâm ý, có cái hướng cái mục đích để mà phước nó trổ quả, chứ còn không thì phước nó sẽ trổ lan man, nó không có tập trung. Dạ. Yeah. Thì đó là một cái điều mà chúng ta sẽ nhận thấy rằng cái vị Chittathá này là cái vị lần thứ bảy kinh cảm với cái cảnh của người vợ ngủ mà không có ý tứ đó, làm cho vị này kinh cảm chán nản và quyết chí xuất gia, và trên đường về chùa thì đã ngộ ra được cái vấn đề sự thật cuộc đời và chứng đắc được cái đạo quả tu đầu quần và xin chư tăng xuất gia. Thì đã 6 lần rồi chư tăng cũng ra lần để mà tiếp nhận, và sau khi xuất gia thành một vị tỳ kheo thì cái vị này cố gắng để mà tinh tiến tu hành và chứng được đạo quả a la hán. Cái kết của câu chuyện rất là hay. Cái kết của câu chuyện rất là hay chỗ này nè, cái vị chú ý. Khi các vị này xuất gia rồi, chứng đắc A-la-hán rồi, các vị khác đó mới có cái ý đó là ghẹo. Tức là hỏi chứ Chittathá sư xuất gia rồi chừng nào về nhà nữa. Nào, chừng nào xuất gia, chừng nào hoàn tục nữa. Mà bây giờ là vị A-la-hán rồi, cho nên Ngài rất là từ tốn. Ngài nói là những người nào mà không còn cái phiền não, không còn sợ hãi nữa, thì không còn tham ái nữa, thì không có mấy cái việc đó là hoàn tục đâu. Ở cái đó chắc ông này ổng khoe pháp bậc cao nhân, cho nên mới trình Đức Phật Ngài xác định đây là cái vị con của Như Lai, là vị A-la-hán vô lậu. Thì lúc này các cái vị tỳ kheo khác mới hỏi một câu như này nè, mới hỏi một câu như thế này, rất là câu hỏi rất là hay. Này, để mình đã copy cái câu này cho quý vị thấy. Này chư huynh đệ, những phiền não này quả thật là đáng sợ. Một vị công tử có đầy đủ căn lành để đắc A-la-hán mà còn bị nó lung lạc, tu rồi hoàn tục đến 7 lần như thế. Quý vị thấy cái câu này, câu hỏi cái câu này nó rất là hay chỗ nào. Một cái vị kiếp chót có duyên lành để mà chứng đắc đạo quả A-la-hán phải nói là một cái phước ba la mật khủng khiếp, một cái sự huân tập về chí nguyện giải thoát khủng khiếp, một cái sự cố gắng tinh tấn để mà có được cái duyên lành với Phật pháp khủng khiếp. Thế ấy mà ở trong cái kiếp cuối cùng của một vị A-la-hán đó, gặp nhiều cái trắc trở và phải thử thách đến 7 lần. Đến lần thứ 7 cái vị này mới ngộ ra cái sự thật cuộc đời.
và huống hồ gì là chúng ta bây giờ, huống hồ gì chúng ta bây giờ, chúng ta chỉ đang bòn phước thôi thưa quý vị. Chúng ta không có thể nào chúng ta nghĩ rằng cái kiếp này là cái kiếp chót của mình chứng đắc A-la-hán được hết, mà chúng ta đang bòn phước, bòn phước, bòn phước về phước ba mật, bòn phước về những cái hạnh từ bi hỷ xả. Chúng ta đang tích phước làm thiện để mà mong được gặp Phật pháp ở tương lai. Cái điều này đó cũng có thể là cái vị Chittata này có được cái phước ba lập đầy đủ, nhưng thiếu cái phước, đó là cái phước chí nguyện một cách mãnh liệt. Và cho cái vị này đó là ở gần chùa, ở gần chư tăng, ở gần Phật pháp, và có được cái duyên lành 6 lần xuất gia. Cho nên đến lần thứ 7 á, thì vị này đạt được cái phước của mình, sanh chỗ đúng thời đúng lúc, chứ còn không á, là sẽ trôi mãi ở trong luân hồi, trôi mãi trong luân hồi. Cái điều này có một cái vấn đề, đó là khi mà chúng ta làm các cái công đức, nó có hai vấn đề. Thứ nhất đó là tạo cái phước vật, cái thứ hai là tạo cái phước trí. Nếu như mà chúng ta chỉ là một cái người quan tâm đến cái đời sống của mình á, làm sao để cho được đầy đủ, không bị thiếu thốn như những người khác. Chúng ta nghe đạo, chúng ta học đạo, chúng ta nghe pháp, hiểu rằng bố thí cúng dường sẽ được sự giàu sang của cải. Chúng ta lập tức chúng ta cố gắng giúp đỡ người nghèo, chúng ta lập tức làm các công đức trai tăng, bố thí cúng dường. Mà chúng ta chỉ dừng lại đó thôi thì đời sống của chúng ta sẽ có được cái sung túc. Nhưng bởi vì thiếu cái phước trí, là cái phước nhân để mà giải thoát khỏi các cái phiền não đó, hay là cái phước mà huân tập cái tâm nhàm chán cái thế gian đó, thì chúng ta sẽ mãi mãi là người ngoan đạo. Gặp Phật thì chúng ta kính lễ, gặp pháp thì chúng ta học, gặp tăng thì chúng ta cúng dường. Nhưng mà chúng mình lại là một cái người Phật tử ngoan đạo, hay là một cái vị xuất gia ngoan đạo, chứ chúng ta không có đạt được cái là sống ở trong pháp và an vui trong pháp và chứng tầng thiền đạo quả ở trong pháp, bởi vì chúng ta không có tạo phước trí. Còn ngược lại, một người học đạo nghe pháp rằng phải thực hành thiền định để tạo phước trí, là nhân để mà giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, thì vị này liền đến trường thiền, thiền đường để mà cố gắng thực hành, cố gắng tạo cái phước trí, cái huân tập về cái sự giải thoát. Nhưng mà không màng đến những cái gọi là giúp đỡ hay là chia sớt đối với những người xung quanh. Thì cái người này á, có một cái duyên lành cơ hội khi mà gặp Phật pháp thì tu rất là lẹ, chứng đắc rất là mau. Nhưng bởi vì thiếu cái phước vật, thiếu cái phước gọi là hỗ trợ cho cuộc sống được tốt đẹp đó, thì cái nguy cơ cái người này sanh về 4 đường ác đạo rất là, hoặc là sanh lại làm người đó, thì cái nguy cơ, cái rủi ro thành một cái người bệnh tật nghèo khó rất là cao.
Và chính vì cái gọi là người không có đầy đủ cái cuộc sống thoải mái sung túc đó, cho nên cần phải tạo nhiều cái sinh kế sinh nhai khó khăn. Và nhiều khi chính vì cái sinh kế sinh nhai khó khăn đó tạo nhiều cái ác nghiệp, mặc dù là không muốn, nhưng mà do cái hoàn cảnh ép buộc. Quý vị thấy rằng nó rất là nguy hiểm, cái mang cái sự rủi ro rất là lớn nha. Cho nên một cái điều lưu ý khi mà chúng ta làm các cái công đức đó, hay là huân tập cái tâm giải thoát của mình đó, cái tâm bồ đề của mình đó, thì cần phải vun bồi cho được đầy đủ, cho được sung túc mọi khía cạnh, chứ đừng có nghiêng về cái bên nào hết. Nghiêng về phước Phật thì sanh làm chư thiên, sanh làm người sung túc giàu sang, nhưng mà đối với Phật pháp thì hiểu Phật pháp cũng chừng đó thôi, đến Phật pháp thì cũng chừng đó thôi, chứ không có bao giờ mà hưởng được cái vị ngọt, cái vị an lành, cái vị giải thoát ở trong Phật pháp được. Còn mà chỉ hướng đến cái sự giải thoát không á, thì cái rủi ro để mà tạo cái ác nghiệp rất là lớn. Cho nên chúng ta cần phải lưu ý để mà khi tâm thiện phát sinh, khi mà các cơ hội để làm các công đức thì hãy hướng đến cho nó được rõ ràng. Thì khi mà Đức Phật ngài trả lời cho các cái vị thì kheo thắc mắc, thì ngài cũng dẫn một cái giai thoại lúc mà ngài còn là một Bồ Tát á, thì ngài cũng đã chiến cái tâm của mình đến lần thứ bảy. Đó là một cái vị đạo sĩ với hạt giống và cây cuốc, và đạo sĩ này chính là tiền thân của Đức Phật. Ngài đã chiến thắng cái tâm dính mắc bởi cây cuốc và cái túi hạt giống. Đối với chúng ta bây giờ, chúng ta có nhiều cái điều để dính mắc lắm. Từ khi sinh ra lớn lên thì chúng ta có nhiều cái dính mắc, giống như là trẻ thì dính mắc về cái đồ chơi, về miếng bánh, chỉ có một miếng bánh nhỏ thôi đủ để mà tranh giành cự cãi, một cái món đồ chơi vô nghĩa thôi cũng đủ để mà chúng ta sân hận, tranh giành, cướp đoạt. Và khi lớn lên thì cái giá trị để mà dính mắc nó càng tăng tiến theo, nó càng lớn thêm. Đó là một cái gia đình, một cái ngôi nhà, một cái chiếc xe, hay là một cái máy tính điện tử, vân vân, một cái trang sức. Và lớn hơn nữa thì đó là sự dính mắc về cái tình cảm, về quyến thuộc, cha mẹ, ông bà, về vợ con, chồng con, rồi nhiều cái dây mơ rễ má dính mắc nó lôi kéo. Và những cái người nào ý thức được cái sự dính mắc đó, chúng ta không có phải là ý thức là chúng ta bỏ, muốn bỏ không được đâu. Thực sự bây giờ mà các vị gọi là bỏ hết tất cả đời mà chạy vô chùa, cái dính mắc nó đem vô chùa nó còn rối cái chùa hơn nữa, nó làm cho cái chùa nó rối tung rối mù luôn luôn, sự dính mắc, cái sự rối loạn trong của mình. Cho nên quý vị đừng có gấp, ở đâu mình cũng được, đó là làm sao mà gỡ rối, giảm bớt hay là cắt bớt những đó, làm sao mà chúng ta dù là người xuất gia, người tại gia cư sĩ, ở trong chùa, ở thiền đường, ở tại, thì chúng ta cũng có được cái sự thảnh thơi. Đó là một cái mục đích rất là Phật pháp. Quý vị thấy có nhiều cái vị cư sĩ Đức Phật, tuy là thánh nhân tu đầu quần, tuy là những cái người Phật tử cư sĩ hộ độ Phật pháp rất là nhiệt tâm nhiệt tình, không có xuất gia ở nhà. Cho nên cái hình thức xuất gia hay là cư sĩ nó không quá quan trọng bằng cái việc đó là soi gọi lại cái tâm của mình, bớt dính mắc, bớt tham đắm, bớt sân hận, bớt trách phiền, bớt hỷ nộ ái ố,
thì chúng ta là người con Phật. Cái điều này nó giúp đỡ cho cuộc sống của mình. Tại vì thời điểm bây giờ đó, bị cái gọi là căng thẳng, bị stressful cái dịch bệnh, về cái công việc làm, về cái mối quan hệ mẹ đó, ta không có dùng được cái Phật pháp mà chúng ta học được để mà giảm bớt thì một cái điều rất là tiếc, một cái rất là tiếc. Thì kinh nghiệm của mỗi người chúng ta sẽ trao đổi để mà học hỏi lẫn nhau, để làm sao để có được cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái. Chúng ta tự tạo niềm vui cho mình được là một người hạnh phúc. Chứ chúng ta đừng có dính, không phải dính mà là đừng có nhờ cái đối tượng bên ngoài để mà tạo cho mình niềm vui. Giống như là những người nhà đó, con cháu ở nhà mới vui, còn mà con cháu đi làm, mấy đứa nhỏ đi học, ở nhà mình buồn hiu, thì phải xét lại là mình chưa được. Làm sao mà ở nhiều người cũng vui mà ở một mình cũng vui. Mình có thể là tập một cái thói quen đọc sách báo, đọc kinh Phật, hay là ngồi thiền nghe pháp, hay là đơn giản đó là trồng biển, hay là nhìn lại nội tâm, coi xem coi mình chánh niệm được bao lâu, thiền định, hay là soi cái nội tâm của mình được an tịnh được bao nhiêu. Thì những người như vậy là những người phải nói là hạnh phúc vô cùng. Dạ, hạnh phúc vô cùng. Thì qua cái câu kệ ngôn pháp cú số 39 này. À, còn một cái điều nữa, lúc nãy lúc mà phân tích từ vựng thì chúng ta thấy rằng Punyapa Babahinasa là thiện, từ gọi là đoạn tuyệt thiện và ác đó. Thì Tịnh Đạt cũng muốn nói thêm đó là cái mục của Phật giáo đó là cái sự giải thoát. Và cái sự giải thoát này nó là một cái định nghĩa. Ở đây chúng ta tìm thấy là Punyapa Babahinasa, tức là đoạn tuyệt thiện và ác, không màng đến thiện cũng màng đến ác. Đó là cái trạng thái giải thoát của một vị A-la-hán, làm với một cái tâm vô cầu. Dạ, giúp đỡ, quét dọn hay là dịch, không phải là với cái tâm đó là muốn được cái đền đáp hay là muốn được cái trổ quả. Cũng không có sân hận hay là đánh đập ghét bỏ ai, vượt lên khỏi cái thiện và ác. Đó là một cái định nghĩa về cái sự giải thoát của một vị A-la-hán. Cái thứ hai đó là Cha-ga-ga-tu. Thì là lúc nãy Tịnh Đạt cũng có đề cập đó là cái vị tỉnh thức. Một vị A-la-hán đã thức tỉnh khỏi cái u mê phiền não, khỏi cái sanh tử luân hồi, đã thấy được ánh sáng niết bàn. Bởi vì sở dĩ có không dạng tâm lực để mà bỏ hết mọi cái phiền não, vượt qua được phiền não, đã vì chúng ta chưa thấy được cái ánh sáng của niết bàn. Cái vị tu đầu quần tuy rằng còn phiền não, nhưng mà cái vị đó đã một lần trong đời sáng biết rằng cái vị tu đầu quần là cái vị có cái niềm tin vững chắc, không lay động trước, không lay động ở tam quy. Tam quy có một cái niềm lay động nơi tam bảo, bởi vì cái vị này đã thấy được ánh sáng niết bàn rồi, một lần lóe lên, thì cái vị này có một cái vững chắc là có chớ lời đồn. Bởi ta chưa có thấy được cái ánh sáng đó, chưa thấy được một cái chân thiện mỹ, một cái hạnh phúc giải thoát cắt
trừ phiền não đó, cho nên chúng ta còn có cái sự nghi ngờ, còn có cái sự u mê, còn có cái sự đôi khi đánh đổi thì chúng ta lại có một cái sự lung lay về cái niềm tin. Còn cái vị mà cha gác rato là cái vị hoàn toàn tỉnh thức và hoàn toàn trông thấy rõ ràng cái sự hạnh phúc an lạc của trạng thái không còn phiền não, chứ không phải là cái tỉnh thức ở đây là tỉnh thức bởi cái thực hành giữ chánh niệm, mà là sự tỉnh thức vị A-la-hán. Thì Bình Đạt xin được kết cái bài chỉ qua câu số 3, cũng như là duyên sự của nhóm câu kệ ngôn số 38 và 39 ở nơi đây. Bình Đạt xin kính chúc chư tăng và toàn thể quý vị có vui an lành trong Phật Pháp. Nam mô Bụt.